Kính thưa quý vị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh bị kỷ luật lý do là gì? Tại sao bỗng dưng ông lại xin thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị? Đây là câu hỏi mà rất nhiều dư luận nhân dân cả nước đặt dấu chấm hỏi. Tất cả mục nội dung sẽ được đội ngũ chương trình giải thích chi tiết trong video này. Xin mời quý vị cùng đón xem. Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Trần Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ngày 31 tháng 1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét, quyết định về công tác cán bộ. Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét, cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và ông Phan Việt Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Ông Trần Tuấn Anh là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng. Trên cương vị Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016 đến năm 2021, ông đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành công tác của ngành công thương đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Công Thương. Nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật đảng, xử lý hành chính. Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Căn cứ quy định hiện hành của đảng, nhà nước và xem xét nguyện vọng của cá nhân, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Trần Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Quý vị ơi! Quý vị thấy thông tin chính trị này hữu ích, quý vị hãy để lại nút thích dưới video này nhé. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị đến với tiểu sử, quá trình công tác của ông Trần Tuấn Anh như sau. Ông sinh ngày 6 tháng 4 năm 1964 là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa. Ông nguyên là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ông còn là Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ. Ông Trần Tuấn Anh là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, khởi nghiệp từ ngành ngoại giao, có học vị tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông Trần Tuấn Anh năm nay 59 tuổi, người dân tộc Kinh, không theo tôn giáo nào, quê quán tại xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Ông là con trai của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Vợ Trần Tuấn Anh là người mẫu Trần Thủy Hương, sinh năm 1964, cả hai kết hôn năm 2012. Trước khi đến với lý do ông Trần Tuấn Anh Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bị đề nghị kỷ luật, thậm chí cách chức và khai trừ ra khỏi đảng thì mời quý vị cùng tìm hiểu về quá trình công tác và sự nghiệp của ông Trần Tuấn Anh. Ông tốt nghiệp đại học tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, có bằng tiến sĩ kinh tế. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 29 tháng 11 năm 1996, sau đó học tập và có bằng cao cấp lý luận chính trị. Tháng 1 năm 1988, ông được tuyển dụng vào vị trí chuyên viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, một tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, chủ lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam. Đến tháng 4 năm 1994, ông được điều chuyển tới công tác ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vị trí chuyên viên vụ kinh tế đối ngoại. Tháng 6 năm 1999, ông được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Công nghiệp, Bộ Công nghiệp Việt Nam. Sau nhiều năm công tác ở cơ quan của chính phủ, rồi các cơ quan quốc tế ở nước ngoài, đến tháng 5 năm 2008, ông Trần Tuấn Anh được điều chuyển về tổ chức địa phương, được bổ nhiệm làm Thành ủy viên, rồi Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Thời gian này, ông phụ trách hỗ trợ xây dựng kinh tế Cần Thơ, đối mặt với công tác ở vùng địa phương, thử thách cho các vị trí tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Tháng 8 năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm Trần Tuấn Anh làm Thứ trưởng Bộ Công Thương kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Ông giữ vị trí này trong năm 2010 đến năm 2015. Đến tháng 3 năm 2015, ông trở thành Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương kiêm nhiệm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Ở Ban Kinh tế Trung ương, ông công tác hỗ trợ trưởng ban Vương Đình Huệ giai đoạn năm 2015 đến năm 2016. Sau đó, ông Trần Tuấn Anh được giới thiệu vị trí lãnh đạo Bộ Công Thương. Đến tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13, ông được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ngày 7 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, ông được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước miễn nhiệm ông thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021 theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Sáng ngày 6 tháng 2 năm 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định số 02 ngày 5 tháng 2 năm 2021 của Bộ Chính trị phân công đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Trong các ngày 10, 11 và 19 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 35. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021, năm 2021 đến năm 2026. Trong đó xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Vì liên quan đến việc buông lỏng quản lý, lãnh đạo gây thất thoát, lãng phí, chỉ đạo sai về các vụ án xảy ra tại Tập đoàn Điện lực và Kinh doanh phân phối xăng dầu. Ở kỳ tiếp theo của tin tức chính trị, quý vị muốn chương trình cập nhật tin tức của nhân vật chính trị ra nào? Quý vị hãy để lại ngay bên dưới phần bình luận quý vị nhé! Đội ngũ chương trình xin cảm ơn quý vị đã đón xem.